Ui, ngon quá anh em ạ. Này, miếng thịt heo băm thấu xương luôn. Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chế một cái máy quay. Quay gọi là quay heo sữa nhá, bằng cái motor 550 giảm tốc này. Mình đang có mấy con heo nhỏ nhỏ hôm đặt mua ở cái chú em ở Thái Bình gửi cho mình. Hoặc là có mấy ông anh em kết nghĩa chuẩn bị đến làm bữa ọp nhá. Nên là mình sẽ phải chế một cái máy để quay xong thì dùng luôn. Chắc phải làm cho ba xiên đi nha. Mình chơi được ba cái motor ấy. Trong này một đống ở đây. Cái lô này mình bỏ lâu lắm rồi, không sợ. Cái motor này nhá, của nó khoảng 15 vòng trên phút anh em ạ. Chúng ta dùng quay thì vừa đẹp luôn. Nó không nhanh quá mà nó cực kỳ khỏe nữa.
Cái giảm tốc 15 vòng trên phút này có vẻ hơi chậm anh em ạ. Có lẽ mình sẽ đổi qua ba cái con 34 vòng trên phút này nhá. Đây, 12V, 34 là PM. Động cơ giảm tốc 555. Thank you.
Rồi anh em ạ, như vậy mình đã chế xong. Ở cái đầu này mình sẽ để một cái quạt ắc quy 12V luôn, chúng ta thổi vào đây, nó sẽ cái cửa gió này vào cửa ra đầu kia. Bây giờ nha, mình sẽ đi ướp lợn nha, xiên vô quay thôi. Rồi, mình sẽ rửa xiên nhá, cầm tất luôn Phúc ơi, ba cái luôn này em rửa đây ông Văn Phúc kinh sáng tạo. Đây là Bùi Đan. Mình mới đặt được con heo sữa anh em ạ, người ta có mổ qua cho. Bây giờ anh em mình sẽ phải quay rửa xiên đó. Ôi xiên vào nhau nhờ. Đấy, cho một con to ở giữa này, mấy con nhỏ hai bên anh em ạ. Đây đây, đây đây đây, đây đây. Xiên vào cũng Phúc bây giờ này. Từ lui đây tí, lui lui cho mọi người. Rồi rồi. Rồi đi. Rồi, đỏ lửa cho anh em ạ. Đội này đang ướp, sắp xong rồi. Ui, ngon quá anh em ạ. Này, miếng thịt heo bằm thấu xương luôn. Đâu, đang đánh mà. Nhớ hả? Đi đánh rồi. Đánh hộ mà. Làm gì ai ca.
Mời tất cả anh em nhá. Ai mời mời đi. Mời anh em nhá. Mời đi. Nóng nó còn giòn. Nóng mòn, nó mềm, nó mềm nãy á. Nó chảy mềm rồi.